Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc điều hòa của hãng Daikin. Kỹ năng nó sẽ sử dụng trên điều khiển từ xa với cái màn hình hiển thị thông tin này. Còn phía dưới là các cái nút điều khiển. Thì để sử dụng ấy, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu các cái nút này có tác dụng gì. Nút turbo là làm lạnh nhanh này. Nút màu vàng ấy, on off là tắt mở. Thì cái nút này sẽ giúp chúng ta tắt mở điều hòa, còn nút này để chạy công suất lớn đấy. Nút mode này điều chỉnh chế độ. Save này chạy tiết kiệm, còn lên xuống điều chỉnh nhiệt độ này, điều chỉnh quạt này, rồi đảo chiều, hướng gió. Nút có hình người là nút chế độ dễ chịu. Còn phía dưới là cái nút hẹn giờ tắt, hẹn giờ mở điều hòa đấy. Cách dùng thì rất đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ bật công tắc nguồn lên, on này, hiện đèn on này, off là tắt này, on này. Sau đó các bạn sẽ chọn chế độ này, mode. Nó sẽ nhảy qua lần lượt các chế độ. Thì đây là điều hòa hai chiều các bạn nhé. Đầu tiên là auto là tự động hoàn toàn này. Bấm mode tiếp theo là chế độ hút ẩm này. Đây là chế độ làm lạnh này, hình bông tuyết, và đây là sưởi này. Và chế độ quạt. Thì tùy vào nhu cầu các bạn sẽ chọn chế độ. Ví dụ mùa đông các bạn sẽ chọn sưởi và các bạn sẽ điều chỉnh cái nhiệt độ mong muốn này. Đấy, ví dụ để 26 độ thì điều hòa nó sẽ chạy để tới cái nhiệt độ nó sẽ dừng lại hoặc là duy trì cái nhiệt độ mong muốn. Tương tự vậy chúng ta có thể chọn cái chế độ khác là tiết kiệm này. Rồi điều chỉnh tốc độ gió quạt to nhỏ, hoặc là để auto là tự động. Đấy, hoặc là để gió tự nhiên. Chỉ ở nút fan này thôi. Thế còn cái cửa gió thì chúng ta để ở nút dưới. Nút điều chỉnh cái hướng gió thổi. Bạn có thể tắt bật đảo chiều hoặc là để nguyên một hướng. Còn nếu mà để chạy chế độ thoải mái, các bạn sẽ bấm vào cái nút hình người ở dưới này. Đây là chế độ comfort ấy. Và muốn hẹn giờ tắt mở ấy thì các bạn bấm dưới này, on là tắt, còn off là mở. Đây. Và đây là off là hẹn mấy giờ sau sẽ tắt. Còn đây để các bạn thấy là cứ hiện số giờ này thì 2 giờ sau sẽ tắt. Còn cancel là hủy. Còn đây là on là hẹn mấy giờ nữa thì sẽ mở điều hòa. Đấy, còn đây là hủy. Cách dùng rất là giản, chúng ta có thể mở điều hòa lên, sau đó chọn chế độ sưởi hoặc là làm lạnh, rồi chọn nhiệt độ mong muốn, điều hòa sẽ tự động chạy thôi. Đấy, thì các bạn ví dụ làm auto cũng vậy, mà để chế độ làm lạnh cũng thế. Và thường cái nhiệt độ chúng ta set ấy, nên để 25-26 độ ấy, nó sẽ tiết kiệm năng lượng, chứ để thấp quá cao quá cũng không tốt lắm đâu. Thì hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.